Chào tất cả các bạn. Hôm nay tiếngchung.vn sẽ gọi đến với các bạn với một cái chủ đề, đó là tiếng Trung dành cho nhân viên văn phòng. Chính thức thành nhân viên văn phòng thì chúng ta có rất nhiều những yếu tố cần phải quan tâm đến nó. Ví dụ như là viết đơn xin tuyển dụng này, sơ yếu lý lịch này bằng tiếng Trung này, rồi là phỏng vấn xin việc, đúng không ạ? Các cái mẫu thư từ mình soạn thảo cho các đối tác hợp đồng của mình, hoặc là chúng ta đặt vé cho khách, rồi là tại nhà hàng đưa đón khách ở sân bay, hoặc là tổ chức triển lãm sản phẩm này, hoặc là tổ chức liên hoan công ty này, phát biểu trong buổi họp tại văn phòng, đi mua sắm các dụng cụ văn phòng chẳng hạn, đúng không? Đó, thì đấy là những vấn đề rất là khó khăn. Thế thì có khóa học nào chuyên biệt dành cho việc đó không? Hiện giờ là chưa có. Nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng các cuốn sách này để vượt qua nó. Cuốn sách này rất thú vị, lại còn có cả đĩa CD ở đằng sau nữa. Nó rất là tốt cho các bạn để bạn thể học chuyên cho cái vấn đề là văn phòng. Thực ra về vấn đề học thì các bạn không cần phải học quá nhiều các loại sách, chúng ta chỉ học cái chuyên môn của mình thôi. Bạn nào mà đi buôn ấy thì học cái cuốn tiếng Trung dành cho nhân viên bán hàng, đúng không? Còn mình làm văn phòng thì mình giải quyết vấn đề giống như mình vừa nói ở trong văn phòng thì mình học cuốn này là đủ. Nhưng mà trước khi học cuốn này thì các bạn vẫn phải học là Hán 1, Hán 2 trong cái chương trình online của mình dạy đấy, thì các bạn mới nắm được phát âm này, rồi cách viết chữ này, đúng không? Và đây là cái bước kế tiếp. Học xong này, nếu mà ta không phải là đi du học thì thế là đủ. Công ty họ dùng được, nói được, thế là được rồi, đúng không? Các vấn đề trong văn phòng, họp hành, báo cáo sếp, rồi là đặt vé cho khách, rồi là tiếp khách, đúng không? Và là ok. Cuốn này rất phù hợp dành cho các bạn. Giá của nó là 62.000 cả đĩa. Các bạn có thể đặt mua tại số 10 ngõ 156 Hoàng Mai. Để các bạn đến trực tiếp mua cũng được, hoặc nếu mà ở xa thì các bạn có thể chuyển tiền qua tài khoản và chúng tôi sẽ gửi sách cho các bạn. Cụ thể chi tiết các bạn sẽ liên lạc với số điện thoại 0944004400, hoặc là truy cập vào trang web tiengchung.vn thì các bạn sẽ tìm được cái tài khoản để các bạn chuyển. Và lời khuyên của tôi là không nên mua một quyển, bởi vì tiền vận chuyển sẽ rất là tốn kém. Thì khi mà các bạn suy nghĩ kỹ trước khi mua thì các bạn là có thể là chúng ta cần mua quyển gì thì mua lô luôn, thì tiền vận chuyển nó vẫn chỉ thế thôi, đúng không? Ví dụ như cuốn này, từ vựng tiếng Trung theo chủ đề, nó có cả tranh bên trong rất hay, hoặc là như quyển tập viết này, tập viết chữ Hán này, hoặc là bộ Hán ngữ 6 tập nổi tiếng mà tôi vẫn đang hướng dẫn các bạn, hoặc là cuốn tiếng Trung dành cho nhân viên bán hàng, hoặc là lượng từ tiếng Trung, đúng không? Thì đây, cái cuốn này là chuyên dành cho dân văn phòng, chúng ta cần phải sử dụng trong văn phòng công ty chúng ta. Như thế nào thì các bạn tìm mua cuốn này, nó sẽ khá là hữu ích cho các bạn. Tiếng Trung chưa biết nào, chúc bạn học tiếng Trung thành công.